Wow, đây là một hình bi này thì gần như là cũng chả còn gì để đánh nữa. Vâng. Đây, anh ví dụ em giả định như em sẽ là kỹ năng của anh và anh sẽ tư duy của em là anh sẽ điều như thế nào con một ra con hai. Anh chỉ cần chỉ đường và em sẽ đánh theo ý của anh. Con một này đánh dứt tay cái đứng tại đấy. Em muốn anh chỉ rõ vị trí con cái ở đâu sẽ để đánh con hai. Dạ vâng, trong buổi này giao lưu nhưng anh cứ thoải mái nhé. Anh sẽ đặt vị trí, anh sẽ đặt cái đâu để đánh hai điều 4. Ra ngoài con 2. Vâng, ok, em sẽ đánh con 2, ra ngoài con 2. Đó đúng không ạ? Tiếp tục, em đánh con 2 điều con 4, em sẽ đánh cái ra đâu để điều con 4. Ra đấy. Dạ vâng, ok, lấy má trong của con 4 ạ. Vâng, như vậy. Dạ vâng, tiếp tục ạ. Anh sẽ đánh cái ở đâu để điều 5. Vâng, anh lấy tay anh cứ chỉ vào vị trí con cái anh muốn. Dạ vâng, ok anh. Vâng, tiếp tục ạ, đánh điều 6 đâu ạ. Ra đấy, vâng. Em sẽ dựng thẳng nó lên đây. Đi anh ạ, vâng, ok anh. Vâng. Tiếp tục, anh sẽ chỉ cho em cái vị trí đánh con 7. Đâu sẽ là vị trí đẹp con 7? Nó sẽ quá 7 để điều 8. Vâng, má bên này để điều 8. Dạ vâng, ok, em sẽ đánh ra vị trí đấy cho anh. Đấy. Vâng, tiếp tục, anh sẽ để cái đâu để đánh 8 điều 9 ạ? Cái để sâu sâu sau 8. Dưới này. Vâng, dưới này, thế sao không lấy trên này ạ? Vâng, ok, vậy em sẽ lấy má dưới con 8 cho anh nhá. Đó, anh có biết là khi mà mình lấy má dưới mà cái khoảng rất hẹp như thế, trừ phi là nó rất là thuận lợi để lấy má dưới, còn nếu không thì anh hãy chủ động lấy má trên này. Thì thứ nhất là cái khoảng nó rộng hơn rất là nhiều, hai là tránh ra một cái rủi ro. Như trong trường hợp này, thế này là rủi ro đấy ạ. Nó sẽ ra lỗi thẳng như này thì anh sẽ không xử lý được con 8. Dạ vâng, con đấy thì mình sẽ chỉ cần trích nhẹ ra đây, mình chủ động này mình đánh sẽ tốt hơn. Là việc là anh lấy cái đây, nếu được đặt cái thì tất nhiên anh đặt đây sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà nếu để điều cái thì gì, cái vị trí này rất hẹp và nó sẽ dễ ra một cái rủi ro là thẳng bi như này. Mình lại phải sử dụng kỹ thuật để mình điều, nó rất là vất vả. Chưa kể là nhỡ mà nó côn băng như thế này thì gần như hỏng mất ván đấu, rất là phí. Vâng, ok. Đúng rồi ạ, tất nhiên là đánh được ạ, nhưng mà thực sự là không nên. Bởi vì bản thân là khi sử dụng kỹ thuật thì anh sẽ gặp một cái rủi ro, chẳng hạn như trong lúc mà thi đấu mà áp lực. Thay vì một tình huống là anh chỉ đủ nhẹ để ăn hoặc là chỉ ăn không thôi là ra đẹp, thì anh lại phải sử dụng kỹ thuật, đồng nghĩa chuyện là dễ trượt đi. Tất nhiên con này thì vẫn xử lý được ạ. Dạ vâng, nhưng mà anh có thấy đấy, ví dụ chẳng hạn như là kỹ thuật lúc đấy mà tâm lý tay mà cứng không tốt, nó ị rầy thì có phải hỏng ván đấu không ạ? Trong khi là tình huống nó lại như này. Đó. Vâng, con 7 nó như này. Đó. Thì thay vì thế, đúng không ạ? Vâng, anh sẽ chủ động lấy như này. Vâng, đúng rồi, anh nhẹ ra. Đó, như này. Thì anh đánh gần như là nó rất là không có rủi ro gì, anh chỉ ăn không là lên đây. Và bài toán nó sẽ rất dễ, này là chỉ cần ăn không. À, nó an toàn hơn rất nhiều. Vâng. Tức là một tình huống phải sử dụng kỹ thuật và một tình huống không phải sử dụng kỹ thuật thì tất nhiên là hãy ưu tiên cho cái tình huống mà không phải sử dụng kỹ thuật thì nó sẽ dễ hơn. Nó an toàn hơn ạ. À.